luôn cả nhà. Thật tiếc cả nhà ơi. Bánh nhà lợn cả nhà. Xa quá cả nhà. Cái mình qua mọi người cũng luôn nha. Mọi người nhà không cảm đi nha. Giờ nhà là ăn đi theo quay cái nha. Mời cả nhà nha, theo qua cả nhà. Gà gà chụp quá không dám đi quay cả nhà. Quá to như thế. Mà cả nhà. Bánh cho lợn nha. Mình có thể quay luôn. Đúc đọc kìa. Bánh nhà. Giảm lặng thật luôn nha nhà. Mày nhỏ nha. Khô quá. Thấp hơn ha. Mày cái nhà bánh nhà lại
Đi ngoài đi mày nhà nha. Nó bị nó lắc luôn. Gió quá thì gió rồi nha. Mời cái nhà nghe nha. Cái nhà lợn. Hello quá nha. Ở nhà heo qua em cả nhà. Đúng đủ luôn á. Cũng phải mở cái đường không cái nhỉ, có mình không kiếm à. Đường gì nhầm à.
Không giờ em nhớ vừa quá. Này nó gao quá rồi kìa, cắn nó ngon. Rồi rồi dịch quá không đi đâu được cái nhà nó bật vậy luôn bây giờ cưới về tôi đem về luôn đem về thẳng làm thật luôn cái nhà. Nói cục này hả? Cục này cả nhà. Mình mới dùng luôn. Dạ ha, mới dùng luôn. Đụng theo. Ui, cục này ta chèo luôn. Mở nhà. Này phải nói là những món chấm mùi gạo mùi gạo nó ngắn khô ngắn gom móng chấm ngắn. Kết thúc đây quá nhỉ, ngán quá nhỉ. Làm gắn chữ gì thì khỏe cả nhà. Ba cái nhà hẹn cả nhà lưu mấy của mình như cả nhà. Rồi lỡ bạn một chỗ có gì đừng làm những cái nhà. Ba.